Thế bây giờ là câu hỏi tiếp theo này. Có hay ghen chồng không? Đã bao giờ đến tận nơi chồng đang làm việc chưa? Hả? Tận nơi chồng đang làm việc nó lúc nào nhỉ? Có bao giờ đâu nhỉ? Thì hỏi cho mà. Không. Câu đầu tiên đi. Đã có nhưng hay mà... ghen chồng không? Có chứ. Ghen đúng không? Ghen thế nào nào? Chẳng có ai ghen. Vợ ông có ghen không? Có ghen. Không. Làm gì có chuyện không? Không. Thực ra là tôi không ghen lắm đâu. Thỉnh thoảng tôi chỉ hay nói bóng nói gió thôi. Tôi không ghen lắm đâu. Tôi không ghen lắm đâu. Trực giác phụ nữ rất nhạy cảm. Wow. Tự nhiên nói vấn đề ghen này, cái biểu cảm gương mặt khác hoàn toàn luôn, miệng mình thấy rợn hết cả da gà.